Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin giờ chót ngày 8 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. De Ligt mắc hai sai lầm tai hại. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc so tài giữa Hà Lan và Bosnia tại lượt trận mở màn bảng A3 UEFA Nations League 2024-2025, Hà Lan đã vượt qua Bosnia với tỷ số là 5-2. Mặc dù giành chiến thắng ấn tượng, nhưng cổ động viên Hà Lan lại rất thất vọng khi nói về màn trình diễn của trung vệ Matthijs de Ligt. Ở vòng chung kết Euro 2024, de Ligt là một trong năm cầu thủ của Hà Lan không được trao cơ hội ra sân. Tuy nhiên, với những gì đang thể hiện ở MU, de Ligt cho thấy anh xứng đáng được đặt niềm tin nhiều hơn ở đội tuyển quốc gia. Ở trận đấu với Bosnia, tân binh của Manchester United đã được huấn luyện viên Ronald Koeman xếp đá chính cùng Virgil van Dijk ở trung tâm hàng thủ. Đây là quyết định bất đắc dĩ của Ronald Koeman bởi De Vrij vắng mặt ở đợt tập trận này. Đáng tiếc là de Ligt đã gây thất vọng khi mắc lỗi, dẫn tới hai bàn thua của đội tuyển Hà Lan. Ở trận đấu này, được giao theo kèm đối với trường hợp của Demirovic, nhưng ở phút 27, anh lại mắc lỗi để tiền đạo của Bosnia dễ dàng thoát xuống ghi bàn gỡ hòa một đều. Tới phút 73, de Ligt đã tiếp tục mắc lỗi tương tự khi để Edin Dzeko rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bosnia. Quãng thời gian sau đó, hàng công của Hà Lan với Vegas và Simons đã tỏa sáng để giúp đội nhà có chiến thắng với tỷ số 5-2. Sau trận đấu, cổ động viên của Hà Lan đã chỉ trích Matthijs de Ligt, cho rằng trung vệ này không xứng đáng được đá chính ở đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Ronald Koeman của đội tuyển Hà Lan cũng không thoải mái vì những sai sót của de Ligt, nhưng không chỉ trích cậu trò quá nặng nề. Bản thân de Ligt đã nhận ra lỗi vị trí, điều này không nên xảy ra, nhưng sai lầm là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ sẽ là bất công khi chúng ta nói quá nhiều về sai lầm của cậu ấy ở trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó, thì fan Quỷ Đỏ cũng có những phản ứng khá tiêu cực về sai lầm của de Ligt, nhưng họ đều hy vọng cựu cầu thủ của Bayern Munich sẽ sớm tìm lại sự tự tin, chơi hay hơn khi quay trở lại thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản vào cuối tuần này. Anthony rời Manchester United vào tháng 1. Theo truyền thông Anh, nhiều khả năng tiền đạo Anthony sẽ nói lời chia tay với câu lạc bộ Manchester United trong tháng 1 tới để đầu quân cho Newcastle. Nguồn tin của Carl Offside cho hay, lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford đang có kế hoạch chia tay trên sút trị giá 86 triệu bảng sau khi cầu thủ này nhận được sự quan tâm từ Newcastle. Theo đó, thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Eddie Howe của những chú chích chòe đã đánh giá cao kỹ năng của Anthony và tin tưởng anh sẽ là sự bổ sung giá trị cho đội hình nếu như cập bến đội chủ sân St. James Park. Vì thế, Newcastle sẵn sàng thực hiện một động thái chuyển nhượng đối với cầu thủ người Brazil trong kỳ chuyển nhượng vào đầu năm sau. Thương vụ này sẽ khiến Newcastle tiêu tốn khoảng 40 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với mức giá mà Man United từng phải trả cho Ajax để sở hữu chữ ký của ngôi sao sinh năm 2000 đến từ Brazil. Tuy nhiên, phía chích chòe vẫn tự tin hoàn thành thương vụ trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang khá chán ngán với Anthony, vì chân sút này thực sự đã đánh mất phong độ và không thể hiện được bản năng sát thủ của mình kể từ khi chuyển đến Old Trafford. Trong mùa giải trước, Anthony đã chơi 38 trận trên mọi đấu trường, chỉ ghi được 3 bàn thắng. Còn ở mùa giải 2024-2025, cầu thủ người Brazil không được huấn luyện viên Ten Hag trọng dụng khi chỉ vào sân thay người một lần trong 3 trận đấu của Manchester United tại Premier League mùa giải này. Borussia Scotland chờ Ronaldo tỏa sáng và tiếp tục lập kỷ lục. Đội tuyển Borussia đã khởi đầu Nations League năm nay rất suôn sẻ khi đánh bại Croatia với tỷ số 2-1. Hiện thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez đứng thứ hai bảng đấu, bằng điểm với đội đầu bảng Ba Lan nhưng kém về số bàn thắng. Rạng sáng mai, Borussia sẽ tiếp tục hành trình Nations League của mình với màn tiếp đón Scotland. Trước cuộc đọ sức này, siêu cao châu Âu đã có sự chuẩn bị khá tốt. Cụ thể về mặt phong độ, huấn luyện viên Martinez và cao trò đã thắng 4 trên 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, Borussia cũng đã vượt trội Scotland về kết quả đối đầu. Cụ thể, đội bóng áo màu vá trầu đã thắng 4 trên 5 lần chạm trán gần nhất Scotland, chỉ có một trận hòa. Lần cuối cùng Scotland ca khúc khải hoàn trước siêu cao châu Âu là trận đấu diễn ra từ tận tháng 3 năm 1980. Ngoài ra, chất lượng đội hình của Borussia cũng được đánh giá là vượt trội hơn so với đối thủ. Bước vào trận đấu rạng sáng mai, một trong niềm hy vọng lớn nhất của Borussia đương nhiên là Cristiano Ronaldo trên hàng công. Ở chiến thắng trước Croatia, chân sút 39 tuổi đã lập công, có đó cán mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp. Bên cạnh Ronaldo, những ngôi sao khác như Bruno Fernandes, Rafael Leao hay Vitinha cũng sẵn sàng tỏa sáng. Về phần mình, Scotland đã thể hiện màn trình diễn không đến nỗi nào trận mở màn Nations League. Trên sân nhà thì họ đã gỡ hòa 2 đều sau khi bị Ba Lan dẫn trước 2-0. Dẫu vậy, pha lập công trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ cuối cùng của Zielinski đã khiến cho Scotland không thể giữ lại một điểm. Scotland, thưa quý vị và các bạn, đang trải qua năm 2024 đầy khó khăn khi chỉ thắng 1 trên 8 trận đấu. Họ để thủng lưới tới 17 lần. Ở vòng chung kết Euro 2024 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Steve Clark đứng bét bảng, có đó sớm phải nói lời chia tay với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Trong khi đó, đối thủ Borussia đã đi tới tứ kết. Hiện Scotland không sở hữu nhiều ngôi sao cho đội hình.
Đội trưởng hậu vệ trái Andrew Robertson được đánh giá là ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất trong đội. Ngoài ra có hai cầu thủ đã ghi bàn ở trận thua trước Ba Lan, đó là Billy Chimua và Scott McTominay, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp cho họ tạo ra được chuyện gì đó và thậm chí là bất ngờ trước gã khổng lồ mang tên Bồ Đào Nha. Tuy vậy, mục tiêu này của Scotland không dễ thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh Bồ Đào Nha đang vượt trội về vị thế, lịch sử, đội hình, phong độ và thế sân nhà. Kết quả hòa là mục tiêu thực tế nhất đối với Scotland, nhưng có vẻ như đó vẫn là một điều xa xỉ. Đội tuyển Việt Nam thay đổi kế hoạch. Sau thất bại 0-3 trước Nga ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu còn lại gặp Thái Lan vào 10 tháng 9. Lịch tập luyện đã được lên rất cụ thể, nhưng vì ảnh hưởng của bão Yagi, cao thủ sẽ không thể ra sân tập luyện. Thay vào đó thì toàn đội sẽ tập thể lực trong phòng gym của khách sạn để duy trì cường độ tập luyện. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo trận đấu giữa Thái Lan và Nga vào tối 7 tháng 9 không thể tổ chức do ảnh hưởng của bão số 3. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức sẽ tiến hành hoàn trả tiền vé cho khán giả đã mua vé xem trận đấu giữa Nga và Thái Lan tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thời gian cụ thể thông báo sau. Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, cơn bão số 3, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga vào ngày 7 tháng 9 năm 2024 tại sân động Quốc gia Mỹ Đình sẽ không tổ chức. Đội tuyển Nga sẽ về nước theo kế hoạch. Đội tuyển Thái Lan tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào 20 giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại sân Mỹ Đình. Việc trận đấu không thể tổ chức theo kế hoạch là bất khả kháng do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, gây ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu cũng như không đảm bảo an toàn cho các đội tuyển, người hâm mộ và các thành viên tham dự giải. Điều này cũng đã được hai đội tuyển Nga và Thái Lan thống nhất nhằm đảm bảo an toàn. Đội tuyển Nga vẫn về nước theo kế hoạch, trong khi đó Thái Lan, như chúng tôi chia sẻ, họ sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu gặp Việt Nam vào ngày 10 tháng 9. Đây là điều khá đáng tiếc khi giải của chúng ta đã không thể diễn ra trọn vẹn. Chức vô địch của giải Tam Hùng cũng vì thế không thể xác định. Sau giải giao hữu này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một loạt trận chất lượng nữa trong thời gian FIFA Day vào tháng 10. VFF sẽ tiếp tục tổ chức một giải Tam Hùng với sự tham gia của hai khách mời vô cùng ấn tượng, Ấn Độ và Liban. Giải đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Barca nhận tin sẽ đánh. Tây Ban Nha khởi đầu không suôn sẻ ở UEFA Nations League 2024-2025 vì bị Serbi cầm hòa không đều ở lượt trận đầu tiên bảng A4. Không chỉ có vậy, các nhà đương kim vô địch Nations League và Euro còn có thể chịu tổn thất lực lượng liên quan đến Adani Olmo. Theo lịch vào 1 giờ 45 rạng sáng ngày 9 tháng 9, Tây Ban Nha sẽ làm khách trước Thụy Sĩ. Hôm qua trong cuộc họp báo trước trận đấu với Thụy Sĩ, huấn luyện viên De La Fuente xác nhận Dani Olmo bị đau ở trận hòa Serbi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Dani Olmo đang phải chịu một đòn đau ở trận hòa Serbi. Chúng tôi không biết bây giờ cậu ấy cảm thấy thế nào, nhưng Dani Olmo không thể luyện tập với chúng tôi vào ngày hôm nay. Cũng theo Mundo Deportivo, Dani Olmo vừa được kiểm tra thêm để xác định rõ ràng hơn về mức độ chấn thương. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả chụp chiếu sơ bộ, tân binh của Barcelona bị đau đầu gối nhưng không nghiêm trọng. Dù vậy, khả năng ra sân của Dani Olmo trước Thụy Sĩ vẫn đang bỏ ngỏ và chưa rõ tình trạng thực sự của ngôi sao này nghiêm trọng đến đâu. Nếu Dani Olmo không chấn thương nặng như Mundo Deportivo khẳng định, thì đây rõ ràng là tin tích cực với cả đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona. Bởi cầu thủ 26 tuổi này đang là nhân tố quan trọng của cả cấp độ đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Ở hai trận đầu mùa này tại La Liga cho Barcelona, Dani Olmo đã tỏa sáng rất nhanh. Anh đã ghi 2 bàn. Trước đó, Dani Olmo đã tỏa sáng ở Euro 2024 với những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời đoạt danh hiệu vua phá lưới. Dù thể hiện phong độ ấn tượng, nhưng Dani Olmo thường xuyên chấn thương ở 3 mùa giải gần nhất. Riêng chiến dịch trước, tiền vệ 26 tuổi bỏ lỡ 29 trận ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia vì những chấn thương khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giờ chót ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.